Chúng về chuyên môn của mình nên rất là đã khoái khi nhận được yêu cầu này. Chiếc nhẫn này khách hàng đã đeo rất là lâu năm và mẫu này cũng đã rất là lâu rồi, đem đến cho Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân là phải làm sao cho anh chiếc nhẫn này trở nên đẹp hơn với cái viên đá này của anh, một kiểu dáng khác. Yêu cầu cực kỳ đơn giản nhưng phải tinh tế, đẹp và đẳng cấp sang trọng thượng lưu cho anh. Wow, chúng về chuyên môn của mình nên rất là đã khoái khi nhận được yêu cầu này. Và Kỳ Lân sẽ tức tốc tiến hành lên ý tưởng, lên thiết kế, design và gửi cho khách hàng duyệt. Và sau khi duyệt xong, Kỳ Lân sẽ tiến hành hoàn thiện và bàn giao. Với chuyên môn nghề và với tâm huyết của đồ cao cấp luxury, Kỳ Lân tự tin và khẳng định rằng mình sẽ tạo ra một sản phẩm rất đẹp với chất liệu vàng nguyên khối AU750 với công nghệ nén vàng không bọt, không xốp. Ánh hồng từ hội ngoại tạo nên một sản phẩm cao cấp luxury với viên đá, viên chủ đá của quý khách. Đây, lâu năm cày, xước và thậm chí là móp, Kỳ Lân sẽ thay thế bộ vỏ này và tạo ra một cái mẫu khác bằng vàng nguyên khối AU750 và đưa cái hộp chủ này vào. Thiết kế làm sao để cho viên đá này hài hòa, hợp đẹp nhất với vỏ nhẫn, mà Kỳ Lân sẽ tạo ra một kiệt tác về trang sức cao cấp cho vị khách hàng này. Follow kênh của Kỳ Lân để đón xem clip thành quả sau khi Kỳ Lân thực hiện thiết kế design và hoàn thiện sản phẩm đẹp như thế nào. Rất mong và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.